ăn dầu á anh. Dạ, đang ăn dầu á làm gì? Ai là phóng phóng ra trụ điện. Ở trụ điện đi đi con. Đó, đi từ kia mà cái này. Xuống cái nó đi dọc cái này. Đường đi luôn à. Đi cái đường cũ á. Đó cái đường dây cũ thấy không? Đường cũ nè. Đường cũ nè đó. Giờ nó làm lại cho nó cao lên á. Được. Đây nó ngon chứ. Đất đất của đất tiền chứ. Trước cái trụ kia trụ bè hay trụ tròn. Đường mà cao tầm ngồng lên cũng mà nó đi cái đường này thì cái dây điện nó bị giống như cầu thế đâu có không có giá trị đâu, không có giá trị. Không, mấy mốt nó đi quạt đây nè. Ở đây là một cái con lương giải phân cách mềm nè. Bên đây là con đường đường song song với đường giải phân công á. Khu này muốn là con đường này hả? Ờ, đường bự không? Bự. Cái này là nó giải phân cách mềm, nó trồng cỏ nè, có cột điện trồng cỏ nè, như đường này nè. Bên đây là một cái đường xe xe chạy đó, đường nội bộ á. Vậy là bên kia nó dính cái này, cái khu đó cái chỗ à, trong trong đây là khu gì sầm uất lắm, đây là dân cư nè, cái khu này nổi nổi đình nổi đám nữa. Trụ đó trụ gì đó của nó đó, mới làm á, mới làm á. À là chút mình là mốt mình phải đi tới đó mình à, cái điện này kéo lên đó, trụ xanh xanh thấy không, cao cao là mới làm đó. còn cái đỏ đỏ nó là gì hả? À, cái quay phim, quay làm TikTok. Đâu quay vậy? Đây mình quay mình làm TikTok đó. À ý cái trụ đỏ đỏ là gì? Trụ đỏ là à, cái trụ đó của bên Bắc địa phương à, môi giới hay gì ấy, gì địa giới hay gì chứ không liên quan ngành điện. Môi giới đi, địa giới. Cái đường dây điện vậy nó có thường ra hết á. Nó đường cũ mà. Đường cũ mà. Đường bây giờ nó nâng cao đường cũ lên thôi. Ủa vậy nó không có bản năng, nó được ra chế độ có hả? À cái cục mới dựng á.